Bắt đầu. Qua rồi. Khá tốt. Được rồi. Qua rồi. Tốt rồi. Chúng ta sẽ cùng đến rồi với những cú lật xuất sắc của má Red Hồn. Rồi. Rồi. Các vận động viên nước ngoài đã rút kinh nghiệm từ những người thi trước và cẩn thận hơn. Hey. 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 Good job. Hey. Well done. Hey. Hey. Amazing. Last one. Hey. Hey. Good luck. It's okay. Hãy lăn đi. Lăn người. Lăn người. Được rồi. Marek Hồ đến với thử thách cú nhảy của nhện. Anh hơi vất vả, nhưng đây là một vận động viên đã có kinh nghiệm thi đấu với đội quốc tế. Đây chính là động tác mà các vận động viên nước ngoài thường hay dùng, một chân chính xác, lợi dụng. Hãy xem kỹ thuật của Marek Hồ. Sức bật của một chân và chiều dài của chân còn lại làm điểm tì vào bức tường thứ hai. Bình tĩnh nào. Được rồi. Cố lên nào. Cố lên. Được rồi. Cố lên lên. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Good job. Liệu là Malaysia có thêm một đại diện để leo đỉnh video đi Jamaica không? Cố lên lên. Thời gian của anh là 5 phút 20 giây 29. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến cuối cùng của chúng tôi sẽ là một cuộc chiến quốc tế, một cuộc chiến đầy kịch tính và khốc liệt, bởi đã có một đại diện của Malaysia, một đại diện của Mỹ và 3 đại diện của Việt Nam cho đến thời điểm này. Như vậy, một lần nữa, đại diện của Malaysia đã vượt qua được những thử thách của vòng 3 để bước vào trận đấu cuối cùng đáng mong đợi nhất của khung giới hạn Sasuke Việt Nam. Chúc mừng Matt Red Hole.